Và sau đây là hai cái đám ma trong cùng giờ mọi người.
Hùng luôn rồi hả? Có sao không mày? Cá cái mày mất kia không luôn hả? Ủa cái quần ông nhậu quần cho bò lấy ra đè cái đậu xuống. Tao kêu mày đè xuống cái đầu, cái mày đặt đầu nó đâu? Tao kêu mày đè chứ đâu cái mày vô. Không mày ơi, đập vô đầu nó khùng luôn á. Vô kiếm ở đây. Xuống mày. Thế về cái xuống cú sút của xuống qua xa chưa? Đến tới ba là dục tốt nha. 1, 2, 3. Gì vậy mày? Chết chưa rồi, chết chưa này sao bắt đầu rồi. Vậy là mày chết chưa kia phải không? Chết kiểu kia, muốn kiểu kia lấy kiểu kia ra luôn. Cái gì cũng có cho mày hết á. Gì nữa vậy? Ừ, bậy rồi. Mày đây cho mẹ bánh tráng trộn nè. Im lắm. Chỉ có vậy thôi hả? Vô đây biểu mày. Dừng lại. Rồi xuống đây mày. Quỳ xuống đây. Rồi thằng nào lên đây. Lên đầu nó. Mấy mày không ké là không cho chạy à. Lao lên đầu luôn. Lao lên chạy. Lên lên. Tao 95 nó còn được ông gì đó. Lên. Không có tội nghiệp. Chết ông cũng thắng luôn. Cũng thắng tài trợ chương trình này luôn. Rồi mấy anh là khúc ké vô hai tay đâu, kéo lên. Khúc ké vô hai tay. Rồi bây giờ phải hành hạ con quỷ này quý vị ơi. Dùng dao quán nãy mới được. Mày phải bước qua mày chà sao mày kiếm được tao tiền nha. Còn mấy tao cắn luôn. Đi qua. Trời hàng ngày nó chưa sợ tao. Mày đi qua. Bước qua. Dặn mày nhỏ lên. Chà xuống. Chà. Chà miếng lên. Chà lẻ lên kiếm tờ tiền. Gấp tờ tiền lên. Mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ông cho chừng 7 mấy chứ nhiêu đâu mà nhân chứ hả? Chà mạnh lên, ông 80 thà, ông nói nhẹ hiều. Vui lên. Rồi dẫm dò xuống. Đi qua. Rồi thả chai xuống. Rồi gắt miệng cái giùm nó đi. Cái này giết không được rồi, đổ vô đi ta. Đổ vô đi, trả cái thảm cho ta đi. Cái ngoài này diễn không được rồi, đây có 100 trăm đang mới sợ gì hết, sợ 100 gì đâu, cái đó diễn mày không chết chứ cái nào diễn mày chết à, nằm xuống, nằm xuống, trời ơi nó còn đi nữa kìa, trời ơi nó xạo không nổi cơ, để tao. Anh nãy 80 phải không dạ? Có 80 không? Tính chấm nó không được 95 nào mà 95 không? Hả? 95 này ngang tao. Tao 97 là chân của 95 rồi. Mày nhiêu ký? Tao có 97. Ông nào 105 đâu? Bước vào
bước ngay chú. Ông bước ta bước ngay. Chở xe đét còn gì? Tao chở mày ra cũng thắng luôn. Ừ, sao mày? Trước khi nhịn bị coi chẳng có lời gì chăm chó bà con cô bác không? Có rồi. Trước khi theo phò lên cổ, năm cổ bước qua năm mới chúc bà con ở đây trong gia đình lúc nào cũng dồi dào sức khỏe. Đó, chúc người ta là phải vậy. Tao chịu, không có nói gì quá chứ không có là bạn. Chúc bà con lúc nào cũng dồi dào sức khỏe, mà ngăn phát tài phát đạt, tiền cũng lúc nào cũng đầy túi hết. Tao nói với bà con cô bác thương có quỷ xấu nhất đi, cho vài ba đồng để làm lộ phí theo phòn cũng đáng ăn phần mộ luôn. Trời ơi, bà con cô bác câu đầu nó nịnh tới sao mà mốt không đau hả? Tao cũng uất nữa gì à? Giúp Lào Thái gì đâu bà la. Méo luôn rồi. Ông tan nghe đụng tay trong gì nó không nghe cái gì cho mẹ. Chán cho kìa. Ôi trời trời ơi, không giá mày. Ông còn chơi thì chứ giúp lại hả? Cao mới giúp Thái Lan luôn. Giúp thông ông mày ơi. Em cảm ơn nha anh trai. Chúc anh trai lúc nào cũng chơi máy cũng giờ. Bữa nào qua em đi, em làm mai gậy em cho anh luôn anh ơi. Có được mấy con gà thôi mà mai hoài. Còn cơ sở thì chỗ mấy tháng chờ một tháng đâu ổn ổn. Chứ gà dính biệt qua trầm kiếm chỗ cơ sở mấy tháng chờ một tháng làm gì? Bây giờ bị đấm bị đá chứ mày cái trăm ký tao có 40 ký mày bước mày cha tao cũng chết. Mày kêu nó cho hội cho cái hộp gửi về Tiền Giang luôn nội mày. Trời sao coi cỡ mày không được cái hộp đẹp vậy đâu. Cỡ mày không nói nhỏ không cho một cái bọc mẫu. Được không? Bậy. Bỏ xong là cá nghĩa hết cha. Có quách từ thiện được không? Trời ơi, em trai nhặt lại nó ra cho 10 đồng nữa nè. Cùng quê hương xứ sở ngắm cái gì vậy bảo nó làm thăm cho. Không mới nói tao dán chỗ này, tao quýt liền. Không là ông nói vậy tao hứa tao bậy mày. Đối với lại giờ bà con, hai anh trai cho rồi, mấy chị gái đâu không nổi. Thấy đừng anh quá trời, không phải đi vô chân mày ơi. Còn chú, nó còn rồi chú ơi. Con còn mẹ con nữa chú. Trời ơi, mẹ mày nay nhiêu rồi, mày nói chuyện cười thôi, mày không quánh mày à. Mẹ con này có 40 tuổi rồi chú ơi. Mày này 39 hả? Trời ơi, chắc không. Mẹ của mấy đứa con mày quá. Xạo quá. Bây giờ tới khi mày dính biệt có chân hỏi mày lạnh hay mày đặt ra. Tết này lạnh lắm không ơi. Khoan. Vụ gì? Vụ gì mày đếm đi. Ông nói đâu quất cây nữa thì bị bánh đi. Được 201. Mày có dím 40 không mày? Mày móc ra mày đếm đi, tao dím cái chỗ nào. Mày nói gì? Mày đi, mày lấy đèn, mày đứng dưới tao nó cũng mày đi. Ừ, mày đi. Mày đang nằm làm cái gì mày? Cái gì nữa? Cái gì? Ui. Cái gì vậy? Trời phải nâu, sao mày kêu tao thử? Thôi đừng mắm thịt kho nữa. Thôi mày thử đi, kêu tao nữa. Đó, thôi tao kêu trở về đây anh. Mày tha gì tùm lum hả? Thịt tụi tao không xịt làm gì vậy? Trời ơi, chị gái cho tấm đạn trời. Cho, trời ơi, bậy rồi. Chị nó cho tấm tả và đến với em bé kìa. À. Thơm không mày? Mày qua nay nó không về, nó hôn dữ luôn mọi người. Đem gạch để đàng hoàng mấy em ơi. Vinh vô đây. Sao mày gạt cái chân nó vậy? Mày đi có không lên thân nó vậy chết nó sao? Có sao không? Thôi ơi trời. Mày té không đâu, mày không té mày gắn một cành ngay chóc cho nó không nội ơi. Ngay chóc luôn hả? Để nhét về băng bọc nè. Dập luôn á cha. Dập luôn hả? Mày sợ xuống dưới thằng quỷ BD hả? Dập thằng BD còn khổ đâu không nội ơi. Lỡ tay mày ơi. Nhập luôn lò luôn. Rồi. Để
nhiều chuyện quá, xin lỗi thằng phá cho nó vậy mà. Đây là đại diện cơ sở 28 cho Hồng Út Thắng, vô ủng hộ cho mày một tấm. Chủ nhà thương cảm thấy tội nghiệp cho hai tấm dính liền luôn. Vâng, mọi người hướng bất cho được xem kim tướng chơi tội của quý này. Gì vậy mày? À, mới giới thiệu là kim tướng luôn á. Nếu nó thành công cho chàng giữa tay luôn bà con ơi. Vâng, và tiếp tục anh trai cũng tặng thưởng cho anh em chúng cháu là 200.000 đồng. Chuẩn bị. Vậy sao mày nói mà nhảm nhảm gì hoài với thằng ông nội? Muốn trăm cái mà chở tao đi xe đét luôn không, cũng nội ơi. Xe đét đâu, chạy hồi muốn thắng kế bên. Chuẩn bị. Mọi người. Rồi. Rồi hả? Gì đó? Không có tấm tán ông nội chơi, không có ta kịch tàu xưa cho cái tấm tán ghê vậy ta. Không có luôn, kiếm trong vòng nhà rồi còn chồng là tấm tán chơi một nhà gì đâu không à. Ôi chưa đếm lại cho mặt ơi, tình đếm lại luôn á. Không mình đếm thở sao lên nhạc, lên nhạc, lên nhạc nha, tới nữa, tung vô, we'll be right back.
về đây tiếp tục mới qua chờ chị Quang. Phút trong lúc anh em chúng cháu biểu diễn có điều gì sơ sót